Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là DeFi Wario, nhận token là SEWA nha các bạn. Thì hiện tại thì nó đã có chương trình 3 rồi, có nghĩa là unwrap round 3 rồi. Thì tham gia vào cái unwrap này thì chúng ta sẽ ăn chia sẻ là pool là 3 triệu token FIWA. Tương đương là mỗi người sẽ nhận được khoảng là 30 đô token này nha các bạn. Thì với mỗi người tham gia vào cái unwrap này thì mỗi người sẽ nhận được là lên tới 30 đô nha. 30 đô con token này. Thì hiện tại nó đang trong chương trình bán hàng pre-sale thôi. Ok, thì để tham gia vào cái dự án hôm nay thì unwrap này nó sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 7 và nó sẽ phân phối cho chúng ta và nó sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 7 nhé. Ok, thì để tham gia vào dự án hôm nay các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở cái form này giúp mình. Trên form thì các bạn kéo xuống đây. Chúng ta làm nhiệm vụ đầu tiên đó là chia sẻ follow từ Twitter, chia sẻ là bài viết, tag ba người bạn kèm với cái hashtag. Ok, thì ở phần này thì các bạn copy lại cái đoạn hashtag ở dưới này giúp mình nhé. Các bạn copy lại cái đoạn hashtag này giúp mình nhé. Từ DeFi Wario đến Unwrap này, các bạn copy lại cái đoạn hashtag này giúp mình. Sau đó các bạn nhấn vào cái đường link bài viết trên tờ Twitter này giúp mình. Chúng ta đi đến tờ Twitter. Ok, thì ở cái bài viết này này, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ, các bạn chọn một phần vote từ viết là bằng bình luận nhé. Sau đó các bạn dán cái đoạn hashtag các bạn vừa copy vào đây. Sau đó các bạn xuống hàng, các bạn tag thêm ba người bạn vào đây giúp mình. Ok, sau đó thì các bạn ấn vào phần tweet chúng ta đăng lại bài viết này. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái tên DeFi Wario này nhé các bạn, hoặc là các bạn nhấn vào cái avatar của họ này, các bạn nhấn vào chữ DeFi Wario nhé, nó sẽ dẫn chúng ta đến trang cá nhân của dự án này thôi. Thì trên trang cá nhân từ Twitter của dự án này các bạn ấn nút follow nhé, follow theo dõi. Ok, sau đó thì các bạn quay trở lại form, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là Medium ha. Ok, thì nhiệm vụ ở phần Medium này thì chúng ta bỏ qua nhé. Cái phần Medium chúng ta bỏ qua, nhiệm vụ Medium chúng ta bỏ qua, tại vì trên form nó không yêu cầu dù chúng ta là khai báo đâu. Và chúng ta chỉ cần làm nhiệm vụ từ Twitter với lại join Telegram thôi. Ok, nhiệm vụ tiếp theo đó là chúng ta join vào kênh Telegram. Các bạn ấn vào đường link Telegram này nhé. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại form, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh group. Các bạn vào đường link tiếp theo để Facebook chat này. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại form. Sau đó thì chúng ta điền lại thông tin như sau. Đầu tiên là nó yêu cầu chúng ta điền lại username Telegram. Thì các bạn vào phần cài đặt setting trên Telegram, các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn lại nhé. Sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây. Các bạn nhớ thêm icon vào trước nhé. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái link bài viết mà chúng ta chia sẻ trên tờ Twitter. Thì các bạn quay trở lại từ Twitter, các bạn ấn về tường nhà, các bạn chọn một hồ sơ profile. Sau đó các bạn chọn qua phần tweet và reply. Sau đó thì các bạn copy lại cái link bài viết mà chúng ta chia sẻ kèm với cái hashtag này nhé. Thì ở dưới bài viết nó có dấu mũi tên lên, các bạn nhấn vào. Sau đó các bạn chọn một phần copy link to tweet. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái link bài viết đó vào đây. Tiếp theo đó là địa chỉ ví Binance Smart Chain. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây. Tiếp theo đó là email, thì các bạn điền lại email của các bạn nhé. Ok, thì unwrap này nó sau khi kết thúc unwrap, một email sẽ gửi cho bạn nếu nằm trong danh sách trắng của chúng tôi trong vòng 7 ngày. Các bạn bạn đã đăng ký của bạn. Ok, thì hình như là chibun một email. Ok, thì sau này khi mà nó phân phối thì nó sẽ gửi email cho chúng ta nhé.
Mỗi người tham gia có thể yêu cầu lên đến là 30 đô này, rồi ao bull. Bull có nghĩa là phần thưởng cho anh Rob á, là 3 triệu token để dành cho phân phối anh Rob nhé. Ok, thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì các bạn kiểm tra lại thông tin các bạn đã đi đủ hết chưa. Sau đó các bạn kéo xuống đây, các bạn ấn vào nút gửi, chúng ta tiến hành gửi form đây. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 30 đô token phi qua đến từ dự án DeFi Wario đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.